Hôm qua chúng ta cũng đã học mà thì cũng có nói tới cái lòng yêu thương người, yêu thương vật. Ở cái chương số 5 này, những bình đẳng yêu thương là dạy chúng ta mở rộng tâm lượng, yêu thương tất cả mọi người. Các con biết không, chúng ta muốn có thể yêu thương được người, ngoài việc chúng ta hiếu thảo cha mẹ là cái nền tảng, chúng ta còn phải yêu thương chính mình. Người mà không biết yêu thương mình thì cũng không yêu thương được người khác. Yêu thương chính mình là gì? Mình phải hiếu thảo cha mẹ, mình phải kính trọng thầy cô, mình phải cẩn thận, mình phải giữ chữ tín, không để phí thời gian cũng là yêu thương chính mình, không để tổn thương thân thể của mình cũng là yêu thương chính mình. Có đúng không nào? Ngay chính mình mà còn không, cũng không thương thì mình cũng không thương ai nữa. Yêu thương người này, yêu thương động vật, yêu thương thực vật, yêu thương khoáng vật. Đây là cái tâm nhân từ của chúng ta được mở rộng. Trong tất cả các tôn giáo đều dạy chúng ta thế này. Không có một cái tôn giáo nào mà không dạy chúng ta yêu thương cả. Cái tâm nhân từ cũng chính là cái mà chúng ta phải học suốt cả cuộc đời này. Cho nên là cái chương số 5 này là cái chương mà thầy nghĩ là chúng ta phải học, là chúng ta phải thực hành ngay trong cái cuộc sống của chúng ta. Ở trong cái giáo trình Nhi Đồng Học Phật mà các thầy và các bạn học ấy, một cái bài là hào hành vi. Như thế nào là hành vi tốt? Ở nhà là phải hiếu thảo cha mẹ, kính trọng người lớn, yêu thương anh em chị em. Ở trường thì phải kính trọng thầy cô, yêu thương bạn đồng học. Đấy. Nghe lời thầy cô giáo. Đối với hàng xóm láng giềng thì phải yêu thương, phải tương trợ, phải giúp đỡ. Đối với người khó khăn thì mình phải ra tay để hỗ trợ giúp đỡ họ. Các con thấy đấy đều là, tất cả đều gọi là hành vi tốt. Không có một cái chỗ nào mà không có lòng yêu thương hết ấy. Không có chỗ nào là không có lòng yêu thương hết. Đều dạy chúng ta yêu thương. Đó mới chính là hành vi tốt, hay là việc làm tốt. Và cái câu đầu tiên này dạy chúng ta là phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất. Đều là người, phàm là người đều yêu thương. Chúng ta yêu thương người thiện, chúng ta cũng phải yêu thương cả người bất thiện. Người tốt chúng ta yêu thương, người mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta có cảm tình là chúng ta yêu thương. Đúng không nào? Người ta rất là tốt, cái em nhỏ này rất là ngoan, hay là như thầy cô là học sinh này rất là ngoan cho nên là thầy thương. Đấy. Nhưng mà cái người ác thì chúng ta cũng thương. Vì sao mà người ác mà chúng ta lại thương? Bởi vì do họ cũng không biết, nhất thời hồ đồ cho nên họ mới thành người ác như vậy. Cho nên người xưa dạy là thấy người làm ác thì thương, thấy người làm thiện thì vui với người. Do người ta không biết thôi. Các con thấy Việt Nam chúng ta ấy, cái lòng thương người này nó thể hiện rất là rõ. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Đấy, đều là dạy chúng ta yêu thương hết chứ, đúng không nào? Đấy. Người thiện chúng ta thương người thiện, chúng ta học tập từ nơi họ. Người ác chúng ta cũng thương họ, bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn họ phải lãnh chịu cái hậu quả
bởi cho cái việc làm ác của họ. Chúng ta thương họ để chúng ta giúp đỡ họ. Yêu thương từ cha mẹ, yêu thương từ anh em, chị em, yêu thương bạn đồng học. Rồi mở rộng ra, tương lai các con lớn lên, các con có chỗ đứng trong xã hội, chúng ta mới có thể yêu thương được, yêu thương được nhiều người. Một vị trưởng thôn nhỉ, là phải biết yêu thương cả một thôn, phải biết yêu thương người của cả một cái thôn đấy. Cái tâm nó phải rộng bằng cả một cái thôn đấy thì mới làm được trưởng thôn tốt, đúng không nào? Người mà trưởng một xã, làm quan của một xã thì phải có cái tấm lòng bao dung phải lớn bằng cả một xã đấy, phải bao dung được cả một cái người ở trong cái xã đó. Rồi lớn hơn nữa là một người mà là lãnh đạo của quốc gia thì phải có cái tâm lượng lớn giống như một quốc gia. Bác Hồ của chúng ta, các con thấy không? Khi mà bác viết bản tuyên ngôn độc lập đấy, tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Bác trích dẫn cái tuyên ngôn độc lập của Mỹ và của Pháp. Cái tâm lượng của bác là mở rộng ra toàn thế giới rồi. Cho nên các con thấy bác Hồ là được không chỉ Việt Nam chúng ta tôn kính mà nhân dân toàn thế giới rất là kính trọng. Cái tâm lượng rộng mở như vậy, cho nên phàm là người đều yêu thương. Bác đi khắp năm châu bốn biển, chỗ nào bác cũng thấy những người dân phải chịu kiếp lầm than nô lệ rất là khổ, không chỉ Việt Nam. Cho nên cái tấm lòng của bác là bao dung, là mở rộng hết đó, toàn thế giới. Cho nên cái câu kinh văn này là phàm là người đều yêu thương, che cùng trời cùng đất. Chúng ta thấy là chúng ta có thể yêu thương được người ở cả một quả địa cầu này thì trước tiên cũng phải là một người con hiếu thảo. Phải biết yêu thương cha mẹ, yêu thương anh em chị em này, yêu thương bạn đồng học này, yêu thương kính trọng thầy cô giáo này, yêu thương chính bản thân mình này. Này, chúng ta phải tu sửa chính mình thì chúng ta mới có thể yêu thương được người. Hôm nay chúng ta dừng cái nội dung này lại đây. Chúc tất cả các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.